tỷ phú Elon Musk tiết lộ cực chấn động về người ngoài hành tinh. Trong một bài phỏng vấn mới đây, tỷ phú Elon Musk đã thừa nhận rằng ông không biết liệu sự sống ngoài hành tinh có tồn tại hay không và nếu phát hiện ra, ông sẽ không giữ bí mật. Ông cho rằng con người thường coi sự sống có ý thức ngoài trái đất là điều hiển nhiên, thế nhưng không có dấu hiệu cụ thể về người ngoài hành tinh. Elon Musk lập luận rằng ông không tin chính phủ Mỹ đang che giấu sự tồn tại của người ngoài trái đất. Ông trùm công nghệ cho rằng nếu chính phủ Mỹ biết về người ngoài hành tinh thì họ sẽ sử dụng thông tin này để tăng ngân sách quốc phòng. Ông thể hiện sự lo lắng về sự giảm tỷ lệ sinh trên toàn cầu và nói rằng con người là mối đe dọa lớn nhất đối với chính họ. Elon Musk đã cảnh báo về tình trạng giảm tỷ lệ sinh ở Mỹ và Ý. Ông lo ngại rằng nếu không có đủ người sống trên trái đất, nền văn minh này có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ đổ vỡ.